Hiện trường vụ cháy chung cư mini 150 người ở tại Khương Hạ, 23:50 ngày 12 tháng 9, trên địa bàn phường Khương Đình xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ. Tòa nhà bị cháy có diện tích trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống. Gần 100 chiếc xe máy bị cháy trơ khung sắt, các mảng tường bị loang lổ, nhiều bình bọt chữa cháy vẫn nằm nguyên ở vị trí trên cao. Khu vực giếng trời của tòa chung cư mini, khung cảnh tại tầng 2 của căn chung cư sau khi lửa đã được dập tắt. Mỗi tầng của tòa chung cư này có từ 4 đến 5 căn hộ, đồ đạc bên trong không còn nguyên vẹn. Bên trong một căn hộ, bộ sofa vẫn còn nguyên vẹn khi lửa chưa bén tới. Tại một căn bên cạnh, chiếc tivi đã không còn trên giá treo. Hộp đựng thiết bị chữa cháy ở tầng 2 của chung cư. Lò vi sóng, bình ga, nồi niêu, song chảo bên trong một căn hộ. Đầu giờ sáng nay, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, cán bộ viện kiểm sát cũng có mặt. Nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố Hà Nội, lực lượng công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa. Đến 5 giờ ngày 13 tháng 9, thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.